Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Tâm Nguyễn Studio. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kèo quay thú trên con iWin. Thì các bạn nhắn tin cho mình là iWin quay thú không chơi nữa hả anh? Thật sự không phải là không chơi, nhưng mà tất cả các bạn thích chơi cái trò gì các bạn nhắn tin cho mình thì mình sẽ làm cho các bạn, chia sẻ cách đánh, cách chơi cho các bạn. Thì mấy ngày nay mình hay chia sẻ về cái tài xỉu, là do các bạn nhắn tin cho mình chơi tài xỉu. Thì trước khi chia sẻ, mình xin phép random tặng thưởng cho bạn trước nha. Ok, xin chúc mừng bạn nha. Bạn vui lòng liên hệ Zalo mình để nhận thưởng. Bạn nhớ nha, liên hệ Zalo là Zalo của mình là số Viettel á, số Mobi mình á ít xài. Các bạn nhớ nha. Nếu các bạn chưa đủ tuổi hoặc chưa chịu trách nhiệm những điểm ta đang làm, xin phép dừng ở đây comment nhận thưởng ngày mai. Video dành cho các bạn đang chơi và đã chơi, đặc biệt các bạn hãy xem giải trí cũng được. Thì vốn yêu cầu của bạn ấy là khoảng tầm vốn thấp đúng không? Khoảng tầm 200k, chắc chắn là bạn ai cũng có thể 200k này để chơi được. Thì mình nói trước là cách chia sẻ rất là nhiều công thức trên kênh của mình rồi. Thì các bạn áp dụng trong một trận đánh có thể áp dụng 3 công thức: một là đội, hai là về đánh 5 con 5 cửa, ba là đánh về tỷ lệ phần trăm. Các bạn cứ nhẫn nại để chờ xem cầu thế nào ta đánh một cây chính xác để ta có thể lãi gấp đôi x2, nghĩ được rồi. Chẳng như 200 bạn lên 500 bạn nghĩ là ok. Các bạn đang xem nó là về cầu x8, tức là đang về đội x8 nha, đội 2. Thì chúng ta xem xét là con gấu này sẽ đi con gì tiếp theo. Gấu cặp đi ra rồi, nó sẽ về con công đúng không? Công én nha. Công én là thỏ nè. Công én thỏ chim trắng là 4 con. Bây giờ chúng ta sẽ đánh theo tỷ lệ phần trăm, tức là bạn sẽ chọn là con công, con én, con thỏ và chim trắng. Tức là ba chim một con thú này. Đánh 50k cho mình. Đây cũng thức theo tỷ lệ phần trăm nha, tức là con thỏ sắp sức nó sẽ ra con gì sau cùng. Tỷ lệ phần trăm. Đó, một con, chính xác một con thỏ đúng không? Thì được 300 đúng không? 296 thôi. Sau khi cầu này đi thì bạn phải để ý. Nó đi cầu gì? Sớm đi cầu 11 đúng không? 21 24 11 12 nha, 12 14 thì cầu sẽ 8 nha, 11 nè, 12 14, giờ thì 11. Chúng ta xem thử đi 11 hay 14 nha. Tại đi 16 xong đi 2 8, 16 đi 48, bây giờ đi 16 rồi thì bạn sẽ đánh nhỏ dễ 6 12 cho mình thử phải 11 hay không. Tức là chúng ta sẽ test cầu trước nha, test phải đi 11 hay không, hay là đi 14 hay là 12 tiếp tục. Các bạn sẽ không đánh được những cái này, tại mình chia sẻ các bạn phải đánh. Phải đánh, còn các bạn mà không đánh á thì các bạn có thể chờ những cái sau. Thứ nhất là cầu đang đi 11 đúng không? Bây giờ mình đang xác định cầu 11 luôn đi. Tại vì đang đi 4 rồi, 4 rồi, 11. Thứ hai là bạn xem mấy con cá mập á, đa số sẽ đổi cầu. Về 6 12. Chúng ta sẽ đánh với 6 12 một cây nữa. Tức là hai cách để nhìn cầu, một là nó đang gì đi 11 sẽ để 6 12, hai là con gà cá mập nó ra nó sẽ đổi cầu từ x6 sẽ qua x8 mà x8 qua x6 trong cái cầu ngày hôm nay nha. Các bạn xem lại cho mình đây, trong cái cầu ngày hôm nay chứ không phải là lúc nào cũng vậy. Tức là cá mập nó ra cách khoảng nha, khoảng cách thế này đó, x8 về x6, x8 về x12, đó là khoảng cách xa. Còn cá mập nó ra liên tục thì bạn không nên đánh cách này được. 11 đúng không? Thì sẽ 8 đúng không? Chúng ta sẽ búng 8 một cây nữa, đủ 500k chúng ta nghỉ. Đúng không? Đúng cầu 11 ta đánh với 8 thôi. Mình thích con gấu mình hơn, mình bỏ thêm 5.000 nữa. Tám đủ 500k nha. Thì mục tiêu chúng ta là đặt từ 200 đến 500 là ok rồi, chúng ta nghỉ được rồi. Nhưng thời gian này cũng khá là mới quá đúng không? Chúng ta chia sẻ được nhiều đúng không? Thì mình sẽ đánh bỏ 26k này ra mình đánh. Thắng thì ăn tiếp, không thắng thì mình sẽ nghỉ. Mục tiêu 500k, 500k. Không chơi quá. Mình tính đánh 20.000 nha, đánh 20.000 con thỏ nhưng mà thật sự cái đánh không kịp. Nha. Đánh 20.000 con thỏ nó không kịp. Đánh không kịp thì không cho đánh nữa. Đánh được 10.000 à.
Tức là cầu này mình sẽ đón gì 1-1, nhưng mà mình sẽ xem cầu y á, là con khỉ dựng thỏ. Tôi quyết táo cho mình. Chính xác, nếu đi đúng cầu này, nó đi liên tục thì chúng ta sẽ ăn lên 600, 700 bình thường. Và nếu mà không đúng thì chúng ta cứ nghỉ thôi. Nếu cầu này gãy, không đi x8 nó sẽ gãy, đi x6, 12 thì chúng ta sẽ nghỉ. Tại sao? Đi cầu khác. Đi khác cầu rồi, chúng ta phải chờ tiếp nữa. Mà khá là nguy hiểm quá. Các bạn muốn ăn thêm thì bạn hãy chờ. Còn bạn nó đã đạt mục tiêu rồi, đã đạt mục tiêu rồi thì bạn nên nghỉ. Đó, nhưng mà x8 tiếp tục đánh tiếp thôi. Đánh theo cầu. Lên 600, 700 là ngon. Còn không thì chúng ta nghỉ 500 mục tiêu chúng ta. Bây giờ cậu đi khác rồi đó, chúng ta không nên chơi. Còn nếu bạn muốn ăn nữa thì bạn phải chờ khoảng chừng 1 phút nữa. Cái xem cậu đi là 26 này sẽ tiếp tục đi mấy, cái 8 hay đi 6 tiếp, hay đi bệt đi 6, tùy theo cậu. Các bạn muốn ăn thì bạn hãy chờ. Ok, chúc bạn thành công. Nếu bạn thấy hay, thích thích thì xin cho một like, một đăng ký hộ kênh để kênh mình phát triển hơn. Tạo động lực cho mình kiếm thuật mới nhất chia sẻ các bạn. Chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại bạn video theo, đừng quên comment để quay xuống thưởng ngày hôm sau. Thân ái chào tất cả các bạn, cảm ơn đã xem. Thật sự là các bạn muốn đánh chơi cái này chỉ cần đánh một cây thôi, x2, x3 nghỉ là được. Mục tiêu chúng ta đặt ra bao nhiêu thì chúng ta cứ ngồi canh khoảng 5-10 phút là nghỉ. Nó dễ hơn là chúng ta chơi liên tục. Ok, chúc bạn thành công.